kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tại cuộc họp trực tuyến giữa chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm. Để triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn dân hiệu quả và đảm bảo chất lượng, tất cả các quy trình phải được phân phối, phối hợp chặt chẽ. Các phần tử chống đối đã vẽ nên hình ảnh đen tối sai lệch về kết quả cuộc bầu cử ở Việt Nam và chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn chủ đề này trong phần tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, các địa phương cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm với tinh thần biết đến đâu thì quản đến đấy. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến giữa chính phủ với các địa phương diễn ra trong chiều ngày 2 tháng 7. Phiên họp diễn ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ tháng 6 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ những khó khăn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 và sản xuất kinh doanh, thực hiện thành công mục tiêu kép. Thủ tướng đề nghị hội nghị phải đánh giá toàn bộ tình hình 6 tháng qua, những việc làm được, chưa làm được, phân tích rõ nguyên nhân. Các phát biểu phải ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, không báo cáo thành tích, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những vướng mắc cần tháo gỡ với tinh thần năm thật, đó là nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật và nhân dân, doanh nghiệp hưởng thụ thành quả thật. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đều đồng tình nhất trí cao với báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Những nỗ lực và thành quả quan trọng trong 6 tháng qua thêm tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những thành tích đạt được trong nửa đầu năm nay là kết quả của việc tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, của đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, chúng ta đã kế thừa những thành tích, bài học quý của nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm qua. Biết rút kinh nghiệm từ những hạn chế để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, vừa kế thừa, ổn định, nhưng cũng phải đổi mới và phát triển. Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong việc phát triển kinh tế xã hội 6 tháng qua. Tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra, giải ngân vốn đầu tư công đã cố gắng, thế nhưng vẫn còn chậm. Nhất là vốn ODA, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương, sản xuất kinh doanh và một bộ phận nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn. Thủ tướng cho rằng, nguyên nhân của những hạn chế trên là do vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là, thiếu cảnh giác trong phòng chống dịch. Vẫn còn khuynh hướng mất bình tĩnh, đưa ra những biện pháp không phù hợp, thiếu hiệu quả, thậm chí cực đoan. Việc tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách vẫn còn lúng túng. Theo Thủ tướng, chúng ta phải thẳng thắn chỉ ra điều này, rút kinh nghiệm, điều chỉnh lại để xứng đáng với niềm tin của người dân và sự giao trách nhiệm của cấp trên. Hôm nay tôi thay mặt chính phủ nhắc nhở các địa phương, cơ quan, đơn vị mà chưa rà soát cái sự vướng mắc này. Vướng mắc ở đâu? Ở cấp nào? Luật pháp hay là nghị định, nghị quyết của chính phủ hay là thông tư của bộ trưởng? Thì các ông chí phải chỉ ra cái gì thuộc thẩm quyền của chính phủ là dứt khoát chính phủ phải làm. Phải làm nhanh, làm kịp thời, làm có hiệu quả, làm đúng quy trình. Cái thứ hai là cái gì thuộc thẩm quyền của bộ thì bộ trưởng phải trực tiếp giải quyết và xử lý. Này là dứt khoát chúng ta cương quyết theo cái tinh thần này. Sau tháng cuối năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng chúng ta phải xác định khó khăn thách thức sẽ nhiều hơn thuận lợi thời cơ, nhưng phải biến khó khăn thách thức thành hành động để vươn lên. Chính phủ thống nhất chưa điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, kiên trì thực hiện mục tiêu kép dù đây là một lựa chọn khó, nhưng khó mấy cũng phải quyết tâm làm. Nhưng chúng ta không thực hiện máy móc mà phải linh hoạt, bám sát thực tiễn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Chúng ta phải thực hiện tốt bài học đại đoàn kết thống nhất, lấy bảo vệ sức khỏe tính mạng người dân là trên hết, trước hết. Cái tư tưởng chỉ đạo là phân cấp phân quyền mạnh hơn và phải cá thể hóa trách nhiệm rõ ràng hơn và phải tăng cường cái kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực và chống cái tiêu cực, chống cái lãng phí với cái tinh thần là biết đến đâu thì quản đến đấy. Về các nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương xác định trọng tâm trọng điểm, ưu tiên cho dập dịch, đẩy nhanh chiến lược vaccine và tích cực ngoại giao vaccine.
tiếp tục rà soát vướng mắc về thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân trong lúc khó khăn, có các cơ chế thông thoáng để thu hút đầu tư, đồng thời đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội để người dân, doanh nghiệp có môi trường ổn định cho phát triển, yên tâm lao động sản xuất. Vào tối ngày 1 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Tại cuộc điện đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi cụ thể về các biện pháp tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện và tin cậy giữa hai đảng, chính phủ và nhân dân hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định luôn coi trọng và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới. Thủ tướng chân thành cảm ơn chính phủ Cuba đã cử chuyên gia y tế sang giúp Việt Nam ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và tặng Việt Nam thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 trong những lúc khó khăn. Thủ tướng chia sẻ những khó khăn của Cuba và khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ hợp tác để góp phần bảo đảm an ninh lương thực của Cuba, đồng thời chúc mừng Cuba về kết quả tích cực trong việc nghiên cứu phát triển vaccine chống COVID-19. Thủ tướng Cuba Maduro Cruz khẳng định chính phủ và nhân dân Cuba luôn coi trọng tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ quý báu và sự sẻ chia những kinh nghiệm thực tiễn của quá trình đổi mới mà Việt Nam dành cho Cuba, góp phần hỗ trợ Cuba vượt qua những thách thức, khó khăn để phát triển kinh tế xã hội. Thời gian tới, hai thủ tướng nhất trí tăng cường tham vấn trao đổi, triển khai các cơ chế hợp tác song phương bằng các hình thức linh hoạt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Hai thủ tướng cũng nhất trí chỉ đạo Ủy ban Liên chính phủ triển khai tích cực các chương trình, dự án hợp tác song phương, sớm đưa hợp tác kinh tế, thương mại phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Về hợp tác phòng chống COVID-19, hai thủ tướng chia sẻ kinh nghiệm của mỗi nước và khả năng hợp tác trong lĩnh vực cung ứng và sản xuất vaccine. Nhất trí quan tâm chỉ đạo các bộ ngành liên quan của hai nước khẩn trương phối hợp, trao đổi thông tin chuyên môn cũng như đẩy nhanh các bước đi cần thiết để đạt thỏa thuận cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 của Cuba cho Việt Nam. Hai bên cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương trên các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông, vì lợi ích của hai nước và góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Và cũng trong tối ngày 1 tháng 7, tại cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Cảm ơn và đánh giá cao việc Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ vaccine phòng chống COVID-19 thông qua chương trình COVAX, Phó Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ tạo điều kiện để Việt Nam sớm tiếp nhận số vaccine này. Nhấn mạnh Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam sớm tiếp cận nguồn vaccine. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển hài hòa và bền vững, nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, khu vực trong ứng phó với những thách thức chung. Hai bên cũng khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chuyển sang những cập nhật về tình hình dịch bệnh. Theo thông báo của Bộ Y tế, vào ngày 2 tháng 7, số bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh tiếp tục tăng với 148 người đủ tiêu chuẩn ra viện về cách ly tại nơi cư trú. Nhưng đã ghi nhận thêm 3 bệnh nhân cao tuổi tử vong, gồm 1 người ở Bắc Ninh và 2 người ở thành phố Hồ Chí Minh. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước trong ngày là 527 ca, trong đó 428 ca trong khu cách ly hoặc là đã phong tỏa. Số ca mới trong ngày được phát hiện tại 21 tỉnh, thành phố, trong đó nhiều nhất vẫn là tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ghi nhận ca đầu tiên tại Lâm Đồng, đưa số địa phương có ca cộng đồng trong đợt dịch này lên 53 tỉnh, thành phố. Trong đó, 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới. Để chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng toàn dân vaccine phòng chống COVID-19 trong thời gian tới, Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng đã họp bàn trong cuộc họp trực tuyến vào sáng ngày 2 tháng 7. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh phải vừa đảm bảo số lượng người tiêm vaccine, vừa đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình tiêm chủng. Theo đại diện Bộ Y tế, để triển khai chiến dịch hiệu quả và đảm bảo chất lượng, tất cả quy trình phải phối hợp chặt chẽ từ vấn đề bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm, ứng dụng công nghệ thông tin và cả công tác truyền thông cho chiến dịch. Đặc biệt, vấn đề an toàn tiêm chủng phải được đặt lên hàng đầu. Cho cái tiểu ban về an toàn tiêm chủng phải đào tạo tập huấn cho toàn bộ tất cả các lực lượng y tế, không riêng gì đối với lực lượng về mặt tiêm chủng, mà tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc phải được tập huấn, đào tạo về công tác an toàn tiêm chủng và tổ chức tiêm an toàn.
là yêu cầu đối với các địa phương là phải tổ chức khám sàng lọc trước để tránh cái tình trạng ùn ứ ùn tắc trong các điểm tiêm. Dự kiến sẽ có khoảng 19.000 điểm tiêm xuống tận các trạm y tế phường xã. Riêng tại Hà Nội sẽ có hơn 800 điểm tiêm chủng và 1.200 dây chuyền tiêm mỗi ngày. Vì vậy phải diễn tập một cách thành thạo tất cả các khâu, trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin là vô cùng quan trọng để giảm tải cho cán bộ y tế, giảm ách tắc. Người đến tiêm được cung cấp một mã QR để theo dõi tình trạng sức khỏe. Nhờ đó sẽ thống kê được số lượng người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn. Trong buổi diễn tập thì chúng tôi cũng thấy rằng là phải cần một cái phần mềm công nghệ thông tin hoàn thiện hơn, đáp ứng được cái công năng để mà làm sao mà các dây chuyền tiêm chủng thực hiện nhanh và giảm cái thời gian chờ đợi của người dân. Bộ Y tế đang hoàn thiện lại tất cả quy trình trong chiến dịch tiêm chủng, từ bảo quản vận chuyển vaccine, đảm bảo an toàn tiêm chủng, đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý quy trình tiêm chủng. Thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật. Cũng trong tháng 6, các địa phương trên cả nước đã đồng loạt công bố danh sách trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đồng thời tiến hành tổng kết công tác bầu cử. Và theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cuộc bầu cử kỳ này đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thành công rất tốt đẹp và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Tuy nhiên thì ngay từ khi cuộc bầu cử kết thúc, các thế lực thù địch tiếp tục đưa ra những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc sự thật và phủ nhận thành công của cuộc bầu cử ở Việt Nam. Hàng loạt những bài viết xuyên tạc với luận điệu chống phá của các phần tử chống đối, các trang mạng thiếu thiện chí vẽ nên hình ảnh đen tối sai lệch về kết quả bầu cử ở Việt Nam. Và chúng ta sẽ tìm hiểu phần này kỹ hơn qua phần trình bày của biên tập viên Thanh Hà. Vâng, xin cảm ơn chị Minh Hương. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tháng 6 vừa qua, danh sách các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức được công bố, khép lại một kỳ bầu cử thành công. Trong bối cảnh dịch bệnh, một tỷ lệ cử tri đi bầu cao với hơn 69 triệu cử tri và danh sách những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân đã được bầu chọn và công bố vừa qua, càng khẳng định sự thành công của cuộc bầu cử. Tuy nhiên, các thành phần chống đối cùng các thế lực thù địch vẫn ra sức chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Chúng liên tục tung lên các trang mạng xã hội những thông tin xuyên tạc, những luận điệu sai trái về cuộc bầu cử nhằm bôi xấu, hạ thấp uy tín chính quyền và phủ nhận kết quả của cuộc bầu cử. Chúng âm mưu sử dụng chính những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 để tung tin xấu cho rằng cuộc bầu cử đã làm bùng phát lại đại dịch, khiến người dân chịu tổn thất. Chúng cũng ngang nhiên dựng lên đủ dạng thông tin bịa đặt về những sai phạm vốn không hề có trong cuộc bầu cử. Tất cả những chiêu trò và luận điệu đó đã được phô diễn suốt gần một tháng qua trên các trang thông tin thù địch và những trang báo thiếu thiện chí với Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả những thông tin sai trái, bịa đặt trắng trợn này đã bị phủ nhận bởi chính cử tri, nhân dân Việt Nam, những người đã nói lên tiếng nói của mình về một cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một kỳ bầu cử đặc biệt trong đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp từng ngày. Đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách. Một không khí đi bầu cử rất khác nhưng vẫn rất trọng đại, rất vui tươi và đầy niềm tự hào tại hàng nghìn điểm bầu cử hay tại các khu cách ly hoặc trong các bệnh viện. Ngay sau ngày bầu cử, báo chí quốc tế đã đồng loạt đưa tin và có những đánh giá cao về quyết tâm của chính phủ và nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn dịch bệnh để đảm bảo mục tiêu kép, an toàn và thành công cho cuộc bầu cử. Thế nhưng, vẫn nổi lên những luận điệu lạc lõng từ những nguồn tin thù địch thiếu thiện chí với Việt Nam. Núp sau bóng đại dịch, những thành phần phản động dựng lên những tin tức bịa đặt nhằm hạ thấp uy tín cuộc bầu cử. Như cuộc bầu cử làm bùng phát đại dịch COVID-19, con số lây nhiễm tăng nhanh.
bầu cử hình thức tốn kém nhưng trả giá đắt. Việt Nam vẫn bầu quốc hội trong lúc Covid-19 gây lo ngại. Hay Đảng Cộng sản Việt Nam hy sinh sức khỏe người dân để đổi lấy sự trang trí cho chế độ. Chúng trắng trợn tung ra những tin tức sai trái nhằm phủ nhận những thành quả trong công tác phòng chống dịch của Việt Nam, cũng như đánh đồng việc gia tăng các ca lây nhiễm là từ cuộc bầu cử. Những cái luận điệu mà nêu ra rằng vì bầu cử mà làm lây lan dịch bệnh thì thực chất đây là cái luận điệu ngụy biện và dựa trên những cái suy diễn mà không có cơ sở khoa học. Cái đợt dịch thứ tư của Việt Nam vừa qua thì bùng phát từ ngày 25 và đến ngày 27 tháng 4 thì ghi nhận những cái ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng. Nghĩa là khoảng một tháng trước cuộc bầu cử, chứ không thể nói là dân đi bầu cử rồi là làm lây lan dịch bệnh. Tất cả đều mang một cái tính chất là chúng ta đều phòng chống dịch như là chống giặc. Bởi thế cho nên các ứng cử viên, các đại biểu đều thực hiện và đeo khẩu trang một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. Những cái thông tin về bầu cử làm cái tăng cái việc lây nhiễm dịch bệnh là hoàn toàn không có căn cứ và hoàn toàn không đúng với thực tế ở Việt Nam. Qua cuộc bầu cử lần này thì chúng tôi thấy là người dân đã rất có ý thức trong việc thực hiện cái 5K và tích cực đi bầu cử nhưng mà không tập trung đông người. Và cái thời gian bầu cử chúng ta cũng dành đủ cái thời gian để cho người dân đi bầu cử. Chính vì cái việc mà thực hiện tốt cái 5K như vậy thì kết quả bầu cử là người dân đi bầu tỷ lệ rất là cao. Bên cạnh việc đưa tin sai trái, xuyên tạc về công tác phòng chống dịch, một số trang báo quốc tế thiếu thiện chí còn dẫn nguồn tin từ những đối tượng mà họ gọi là những nhà quan sát, cho rằng việc bị thúc ép đi bầu cử là rất phổ biến. Một số trang mạng thù địch còn trắng trợn đưa tin bịa đặt, gian dựng về những sai phạm không hề có trong cuộc bầu cử tại Việt Nam. Trang mạng này đưa tin rằng tại Vinh, chính quyền địa phương thản nhiên phân phát tài liệu định hướng ứng cử viên đắc cử cho cử tri phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An khi họ bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tuy nhiên, chính các cử tri tại địa phương nói trên đã phủ nhận hoàn toàn thông tin bịa đặt này. Chúng tôi đi bầu cử thì dựa trên tinh thần là rất là tự nguyện dân chủ, không có sự ép buộc của chính quyền, không có cái sự việc gọi là nếu mà người dân không đi bầu cử thì chính quyền sẽ lập biên bản, là chuyện đó là không có. Và tôi cũng chưa nghe bất cứ một người dân nào phản ánh về cái sự việc như thế cả. Trước lúc đi bầu thì là chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ nên không có chuyện là định hướng cho bất kỳ một ai hoặc là bầu ai. Cũng trên những trang tin phản động, chúng ngang nhiên dựng lên câu chuyện. Trong danh sách ứng cử viên phát cho cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tên một số ứng cử viên đã được tô đậm và đặt dấu sao bên cạnh. Đây đều là những tin tức phi lý, bịa đặt đã được chính các cử tri địa phương bác bỏ. Chúng tôi khẳng định là những thông tin bịa đặt là những thông tin không chính xác. Khi tôi nhận được những tờ rơi như thế này, hoàn toàn không có vấn đề gì hết, không có hề một cái dấu nào hết. Mà nếu như tôi, cá nhân tôi mà nhận được những cái tờ rơi mà có sự đánh dấu hoặc là tô son, tô đậm một ứng cử viên nào thì bản thân tôi cũng không nhận. Tôi sẽ đặt ngược vấn đề lại tại sao như thế. Nếu như thế có phải là công bằng không? Có phải là dân chủ hay không? Và tôi cũng sẽ không bỏ cho những người đã được tô son đánh dấu như thế được nữa. Các cái thế lực thù địch bịa ra một cái câu chuyện rất là khôi hài. Tức là cái bầu ai thì in đậm về đấy, còn những người không được in đậm thì gạch đi. Từng làm công tác bầu cử trong nhiều nhiệm kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thì tôi chưa bao giờ thấy có một cái phiếu nào như thế cả. Và tất cả mọi cái quá trình bầu cử thì đều được diễn ra một cách rất là bình đẳng. Tất nhiên là sai phạm cũng có. Chúng ta thấy có những cái đơn vị cũng phải bầu cử lại là bởi vì là đây là sai sót. In nhầm ông thành bà ở xã Hoàng Long của huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Và một số nơi khác thì người ta bầu cử bổ sung thôi. Vậy thì đấy, cái tính minh bạch và làm việc rất cẩn thận, rất bài bản ở Việt Nam là như vậy. Chứ không thể để cho sai sót nào nó xảy ra được. Vì vậy, những cái luận điệu mà nói rằng là không minh bạch hoặc là có cái chuyện định hướng trước này khác thì đều là hoàn toàn là chuyện vu khống. Vâng, thành công của cuộc bầu cử cho thấy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện sinh động truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin vững chắc của nhân dân đối với chế độ, với Đảng và Nhà nước. Thành công của cuộc bầu cử được thể hiện cơ bản qua tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, kết quả bầu cử về nhân sự tốt,
chất lượng các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp được đảm bảo. Những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân đã được bầu chọn vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài con số đáng chú ý về thành phần cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa 15. Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 499 người trúng cử trở thành đại biểu Quốc hội khóa 15. Lần đầu tiên, tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trúng cử cao đạt 38,6%. Lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, số đại biểu Quốc hội nữ trúng cử đạt 151 người, chiếm 30%, tỷ lệ cao nhất từ Quốc hội khóa 6 trở lại đây. Số đại biểu người dân tộc thiểu số là 89 người, đạt 17,84%, cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên có đại diện của hai dân tộc thiểu số rất ít người trúng cử là dân tộc Lự và dân tộc Rầu. Đại biểu trẻ dưới 40 tuổi là 47 người, chiếm tỷ lệ 9,42%. Đại biểu là người ngoài đảng 14 người và tự ứng cử là 4 người. Trình độ chuyên môn của những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 cũng cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ trên đại học đạt 78,55%, cao hơn 16% so với khóa 14. Vâng, những thông tin và con số mà quý vị vừa theo dõi vừa rồi đã cho thấy thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là thành quả của một quá trình phát huy tinh thần dân chủ, công khai và minh bạch trong từng bước triển khai công tác bầu cử. Từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng cho đến công tác hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn giới thiệu ứng cử viên đáp ứng tiêu chuẩn, tổ chức vận động bầu cử, cũng như là việc bỏ phiếu, kiểm phiếu. Thành công của cuộc bầu cử càng rõ nét thì các tổ chức phản động, các phần tử chống đối càng giáo diết tung ra các luận điệu chống phá, hòng bôi nhọ, phủ nhận kết quả của cuộc bầu cử. Gần như đây là một kịch bản lặp lại sau các kỳ bầu cử. Bên cạnh việc tung tin bịa đặt của các trang mạng thù địch, một số trang báo nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam, họ tiếp tục chiêu trò là phỏng vấn các đối tượng chống đối, bất mãn chế độ để phản ánh tình hình ở Việt Nam qua lăng kính sai trái nhằm bôi nhọ kết quả của cuộc bầu cử. Vẫn những luận điệu cũ như là nhân sự được bầu đã được đảng sắp xếp từ trước. Lá phiếu của người dân không có ý nghĩa gì khi đảng cử dân bầu. Bầu cử chỉ là tô vẽ nhằm lái dư luận theo hướng tiêu cực, gieo rắc sự hoang mang, hoài nghi về kết quả của cuộc bầu cử. Không khó để nhận diện mưu đồ của chúng. Đó là chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước, đồng thời thông qua những thông tin bịa đặt, vẽ nên hình ảnh sai sự thật về cuộc bầu cử nhằm hạ thấp uy tín của Việt Nam. Tập trung công kích về tính dân chủ của cuộc bầu cử, các trang mạng xã hội của các cá nhân tổ chức phản động, chống đối tiếp tục xoáy vào một điểm: việc kiện toàn các chức danh chủ chốt của nhà nước, chính phủ, quốc hội đã được đảng quyết định sau đại hội đảng, tức là trước cuộc bầu cử. Vậy nên cuộc bầu cử này chỉ là hình thức. Quốc hội Việt Nam chưa được bầu mới, mà chủ tịch quốc hội mới, chủ tịch nước mới, chính phủ mới, với thủ tướng mới và đầy đủ nội các mới đã được hình thành đâu vào đấy mất rồi. Nên cuộc bầu cử này chỉ là cái vỏ không có ruột. Các chuyên gia cho rằng những luận điệu trên xuất phát từ việc thiếu hiểu biết về hệ thống chính trị Việt Nam, đồng thời cố tình suy diễn, áp đặt cách hiểu phiến diện, sai trái vào thực tế chính trị của Việt Nam. Cái việc mà kiện toàn đấy là một điều tất yếu, một điều đúng. Và ở các cái nước cũng vậy thôi. Dầu là một hệ thống đa đảng hay là một hệ thống nhất nguyên như của chúng ta đấy, bao giờ cái đảng chính trị mà cầm quyền nó cũng đưa những cái cán bộ chủ chốt của mình nắm giữ các cương vị trong đảng sang nắm các cương vị nhà nước. Vì vậy những chương vị chủ chốt trong bộ máy của nhà nước mà đảng cử người sang ấy đều là những cái người đã là đại biểu Quốc hội. Và theo yêu cầu của hiến pháp và luật ấy, họ có đủ điều kiện. Quốc hội 14 là kiện toàn lại các cái chức danh. Nhưng đây là công việc của Quốc hội 14. Chứ còn đến Quốc hội 15 thì có thể là Quốc hội 15 đồng ý tiếp tục giới thiệu những người này tái cử. Nhưng cũng có thể có những vị trí mà Quốc hội 15 không phê chuẩn. Vậy thì rõ ràng là đây là việc của Quốc hội khóa nào thì Quốc hội khóa đấy làm. Thực tế đây chính là một trong nguyên tắc dân chủ thì người ta mới làm như vậy. Vẫn tiếp tục công kích công tác bầu cử và kết quả bầu cử vừa được công bố, các nguồn tin phản động tiếp tục xoáy vào các vấn đề đảng cử dân bầu để tung ra luận điệu cho rằng
cuộc bầu cử là do Đảng kiểm soát toàn bộ, Quốc hội đại diện cho quyền lực của Đảng chứ không phải của nhân dân. Cử tri không biết ai để bầu, đi bầu cũng chỉ hình thức, Đảng quyết rồi. Đảng đã cử thì đương nhiên được bầu vào, cần gì đến lá phiếu cử tri. Trong cái luận điệu các cái thế lực thù địch đưa ra thì họ cho rằng cái này là do sự chỉ đạo lãnh đạo của Đảng, do sự định hướng của Đảng, Đảng cử dân bầu. Nhưng thực ra là Đảng cử dân bầu thì ở Mỹ cũng Đảng cử dân bầu, Đảng Cộng Hòa cử, Đảng Dân Chủ cử, thế rồi dân Mỹ bầu. Thế nhưng vấn đề nó nằm ở cái chỗ rằng ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam tuy là lãnh đạo nhưng không làm thay công việc của các cái cơ quan khác theo cái hiến pháp như là theo quy định của pháp luật. Việc bầu cử và hiệp thương bầu cử là do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đứng ra tập hợp các đoàn thể, trong đó Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một thành viên của mặt trận, thành viên bình đẳng như các thành viên khác, chứ không phải là Đảng Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo để mà đứng trên mặt trận. Đảng cử dân bầu nhưng mà phải được sàng lọc rất là kỹ bằng cả cái cơ chế khác nhau, bằng cái cơ chế tổ chức chính trị xã hội sàng lọc một bước. Vì vậy không thể nói cái chuyện đảng cử dân bầu thì dân không biết gì về người được đưa ra ứng cử. Kết quả thành công của cuộc bầu cử, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội mới cho thấy tính đại diện của Quốc hội được mở rộng, chất lượng đại biểu được nâng cao. Các chuyên gia đánh giá, kỳ bầu cử vừa qua đã chọn lựa được một cơ cấu đại biểu Quốc hội đủ sức, đủ tầm để gánh vác trọng trách quốc gia dân tộc trong giai đoạn mới. Quốc hội đó là cái hình ảnh thu nhỏ của đất nước, nên nó bao gồm trong đó rất nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo, nam, nữ, trong đảng, ngoài đảng. Ở các nước ấy, mà nếu tự ứng cử thì cái xác suất trúng cử rất ít. Thế nhưng ở chúng ta thì tất cả đều bình đẳng và đều trở thành những cái đại biểu Quốc hội nếu như là trong con mắt của nhân dân họ được tín nhiệm, họ được xứng đáng và nhân dân bầu ra. Vì vậy mà những cái xuyên tạc nói rằng là đảng cử rồi dân bầu thì không có dân chủ thì điều đó hoàn toàn không phù hợp. Tiếp tục mưu đồ chống phá đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, các đối tượng xấu còn dựa vào cái gọi là báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền thế giới 2020 mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố trước thời điểm bầu cử không lâu, cho rằng người dân Việt Nam không có tự do để bầu chọn ra chính phủ mà họ mong muốn, cũng như bị hạn chế tham gia chính trị cùng nhiều vấn đề nhân quyền khác, để tát nước theo mưa, hạ thấp uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như phủ nhận cuộc bầu cử. Thậm chí những nhà dân chủ quá đà này còn trơ cháo, đòi hỏi phải có sự tham gia của các tổ chức độc lập nước ngoài vào việc giám sát, kiểm phiếu trong công tác bầu cử của Việt Nam. Điều nực cười này thể hiện rõ sự thiếu hiểu biết hoặc cố tình không hiểu về hệ thống chính trị của Việt Nam, rằng công tác bầu cử tại Việt Nam được thống nhất từ trên xuống dưới, thực hiện quy củ, bài bản, đúng pháp luật. Chúng ta là một nước có chủ quyền và người dân chính là người làm chủ những vấn đề quan trọng nhất đất nước, đặc biệt là cái bầu cử này. Thì người dân là người quyết định lựa chọn ai, quyết định là chấp nhận ai sẽ là cái người ứng cử. Người dân lại là cái người thể hiện cái quyền của mình không chỉ trong cái chuyện là lựa chọn mà còn cử ra các cái đại diện cho việc giám sát quá trình tổ chức đó. Những cái luận điệu mà nói rằng là phải nhờ đến một cái tổ chức lực lượng nào đó bên ngoài vào để giám sát, cái đấy đã làm mất đi cái chủ quyền của người dân. Thông tin về bầu cử và tổ chức cuộc bầu cử chúng ta làm rất là công khai minh bạch cho nhân dân toàn quốc biết và cũng thông tin đầy đủ ra bên ngoài để thế giới biết được cái cuộc bầu cử chúng ta là cái cuộc bầu cử rất là dân chủ, công khai và minh bạch. Vì dịch đại dịch Covid có thể quan sát viên nước ngoài thì không có điều kiện vào Việt Nam nhưng mà chúng ta vẫn thông tin đầy đủ với những quan sát viên mà có công tâm rồi khách quan thì chúng ta sẵn sàng là vào mời chứng kiến cái cuộc bầu cử của nước ta. Chứ còn nếu mà có ý đồ về can thiệp và có ý đồ không tốt về cuộc bầu cử thì cái việc đấy nếu mà đưa vào thì chính là sự can thiệp vào nội bộ của các nước khác. Thì chúng tôi thấy là nó không phù hợp với cái luật pháp quốc tế hiện nay. Vâng, thưa quý vị. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp. Kết quả ấy có được là nhờ vào sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây chính là minh chứng sống động, một lần nữa khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đập tan những âm mưu, thủ đoạn của các phần tử cơ hội chính trị, thù địch, phản động
giáp tâm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc bầu cử. Mọi luận điệu, chiêu trò của các thế lực thù địch, phản động không thể phủ nhận được thực tế về kết quả thành công của cuộc bầu cử. Sự thành công vang dội này hứa hẹn mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều thành công mới, toàn diện, vững chắc trên mọi lĩnh vực để Việt Nam ngày càng phát triển đi lên, khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Đến đây thì tôi cũng xin được kết thúc phần trình bày của mình. Bản tin thời sự cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.